hỏi bà coi, e ra hỏi bà có chúc Tết ông Tư không? Hôm Tết thì Huyền có đến miếu, nó nói là nó đã bỏ vướng rồi.
Mình mập vô góc đó đi, ngồi góc đó đi. Cô đang chúc Tết nè. Quá chị đi là sợ là trễ rồi. Đây, em đưa rồi đó. Rồi, tiếp tục đi bà cô. Thôi im lặng để nghe tiếp, chúc Tết tiếp tục. Diệp, Hương, Hằng, Tùng, Lan, cô đã nhận được thơ với được nhận được các cháu, rất cảm động và cảm ơn. Mà cô chưa từ từ giờ với thơ ra ấy cho nên quanh những bạn được gần Tết nữa thì cô cũng đau nhiều, nó cũng lười nữa. Bác Tư sang đâu đầy năm mới gửi bác Tư được một cái thơ. Thành ra các cháu thông cảm, ra riêng ngày giọng nắng dài cô gửi thơ cho các cháu. Mong chúc mà các cháu thì sang năm mới này thì được mạnh khỏe, rồi đẹp mãi, thế rồi xinh đẹp, rồi kiếm được công ăn việc làm xứng đáng, rồi thỉnh thoảng thơ gửi ảnh cho cô, thế là cô mừng rồi. Còn cái ngày sang của cô cũng chưa biết bao giờ được, không biết nói trước được. Này mẹ chuyện cái vụ tường nó cứ kiếm cụ hoài á. Cái hôm cô nhận được thiệp của tường này, nó có thìn buồn cười quá. Cứ lại đề là trong cháu tiện đây cháu gửi biếu cô tấm thiệp nhỏ để cô mừng sinh nhật và Noel. Cô tìm hết rơi lên trời, thoi hết là chả thấy cổ đâu. Tôi tưởng nhưng mà khi nó kiếm cổ tìm hả cháu mẹ con tìm chả thấy đâu. Có lẽ hay là nó mất của mình. Trời ơi. Phải đi kiểm duyệt đó nha bà. Không phải. Nó mất mất chứ. Nó thường không có gì đâu. Tớ cụ la đường. Ai ngờ hôm sau chị Nhung xuống. Chị Nhung có mang cho cô 300 ngàn để ăn Tết. Rất là mừng và cảm ơn. Từ bé nhầm nhất nữa nói với cô cảm ơn lắm. Rồi bác Tư cho tiền gói bánh chưng thì lại cô Tường cho Tết quà tùm lum lụp khổ năm nay thành ăn Tết lớn. Tại nhân để nhờ nhà phải thăm chúc Tết tất cả hai bác Tư và tất cả gia đình các cháu. Nó gửi nhờ hỏi thăm chị Ba, mẹ chồng Quỳnh, nhớ chị Ba lắm. Đồng bạn đồng chí đó, nhớ lắm mà thấy chị vẫn còn trẻ quá đẹp quá thì em chả sống lâu được bằng chị đâu. Cũng có hy vọng ngày gặp sang gặp lại chị Ba. Nào chúc Tết ông bà nội đi, tí Quỳnh đâu? Ông nội quên. Có cái là bà con quay cái coi phim này phải nhớ cái máy của bác Minh quay bằng cây búa cà. Không có ai có cái Sài Gòn này chỉ có một mình. Rất là đẹp, đẹp lắm. Đẹp lắm, vừa chiếu lại ngay đẹp lắm. Không chiếu mà coi nó mờ lắm. Màu sắc. Đưa cái mặt đem lên xem, đưa cái mặt đem lên xem. Ôi giời, sợ với mặt em. Em đóng phim rất là hay. Mấy cuốn băng bẩn về mà chiếu hay quá. Mà hai đứa này lại đi. Trời ơi, bà chuyện rất là tưởng tượng. Dũng đưa cái mặt ta xem. Mà yên mà để yên đó. Bạn điều như tốt lành đến cô chúng cháu con bố mẹ Thanh. Happy birthday. Đây là của các em con chú Thanh. Cô.
cái ảnh trông cù lần dễ sợ tự nhiên sợ ống gì ảnh bơm lên trông cù lần đâu 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 ảnh nào đó à rồi rồi cô đưa lại xem cô để yên đi cô để yên đi cô để yên cháu mới quay được trông cù lần thế thì nhận được thơ được thiệp của các cháu hết cả Diệu rồi Vân rồi cái thằng cù lần của cô ấy giờ nếu mà nó ở đây giờ này nó mượn tiền cháu đi đánh bài rồi đó sao mà lý thì chắc cũng bài nó mà gặp một Tây Tùng nữa thì là cũng là năm nào nó cũng lên nó sông đất nó mượn tiền nữa đánh bài thua bỏ sư đó nhà năm nào cháu cũng sạch túi thế mà anh không giống cái anh đi chui được nó mượn tiền đánh bài nó giống anh mà anh không giống anh đi chui được bắt chiếc đi luôn bắt chiếc đi chui được trung sở hồng Việt Nam tài tử Hồng Kông nhưng mà sinh đẻ tại Việt Nam còn đây Tần Hán sao chú có nói gì không? Để sợ rằng mình đi. Ông có thì giờ coi còn thành mình chưa tách đâu. Nhắn cho Vân đây. Ở đây mình mày đây. Mình giới thiệu đây là Thanh là cháu rể tôi đó. Mùng 2 Tết đến sông nhà tôi. Đây là đang chờ cô Vân năm nay về để đoàn tụ đây. Để đón đi đây, đón đi để đoàn tụ. Đón đi được đi đây này nó tụng. Anh nói đi. Sao người lời người ta đi chứ. Vân đang ngồi. Anh nhớ em lắm. Anh không nhớ em nha. Để cô nói được mình gặp ta biết là đồng ý. Đầu tiên là chúc bố mẹ của con trước. Xin chúc hai bác năm nay được dồi dào sức khỏe, bằng an, hạnh phúc. Tất cả mọi người trong gia đình cũng vậy. Riêng đối với Vân, chúc Vân năm nay được vui hơn, khỏe, đẹp hơn. Và hy vọng là em sẽ gặp Vân trong năm nay khi mà con về với anh nhớ em lắm anh mong em về lắm chuông cháu đi thầy quay cái áp của Minh Nghệ Minh coi mà đồng bạc con thích con ngồi con một cười tôi xin nói này à không nọ Vân cứ thơ cho cô đó thì Vân có nói rằng là sao nhỉ vẫy đi Vân cứ thơ cho cô nói làm sao vẫy thơ tay vẫy tí nói đi nói đi chào ông nội chào chú Tùng nhìn máy kính nè, máy tay lên. Nói chào anh, đánh gì ai, cô đi. Con nó quỳnh với thơ chúc mọi đến cô Hương với lại về thao rồi xe có quyến nữa, trời ơi. Chứ tục lòng hả? Rồi xe lông có một quyến nữa, nó có chê. Còn đèn máy tự động đi. Dễ thơ, chú nói chú. Anh Thành kéo dây đi chị ạ. Mình tổ chức đi ra trời đẹp đó mình. Mà cái này không có bình phải cắm điện anh đang chờ nè ông đang chờ kìa nói đi mà bút cầm điện quá đâu áo mới may đâu áo vải mới đâu có lấy khoe à còn đứng lên coi cái bóp quán ăn lưu động nữa chứ Quỳnh nó còn phim quán ăn lưu động đó rồi đi mua cái đó cho nó bóp lưu động là cái gì cái phim đó, tựa đề của cái phim đó mà nó có đeo cái bóp đó nữa rồi mua đúng đâu bây giờ tí đứng lên xem đứng lên đồng đội đi coi đứng lên thẳng lên tí cô ở bên đi chứ nhanh lên đứng lên đấy nó có một cái bóp ở ngay cái bụng đây là cái bụng đâu mở bóp ra coi trong có cái gì nào đây là cái bóp cái chùa tức là mình được ké đâu nước chùa phải tanh nữa nước chùa nó mình của thầy thôi bây giờ làm sao nó có khi ngày Tết là cũng vui rồi ở đây mà nó đi làm luôn nha. Cháu đây. Bé hỏi sao đó
nói vậy không Bi? Ngồi bẫy này. Bi nói gì không kìa? Quỳnh Tiến gọi lời hỏi thăm ông. Đúng đâu ra ngồi cạnh Bi hai đứa. Đi qua ngồi đi. Nhìn lên. Đây là bé Bé Quỳnh Huy. Chai thứ hai của chị Chi á. Ngồi sát vô, Bi ngồi sát vô Bi. Đây là chú. Ba con đó. Đi tết đi. Thấy cái đèn này, thấy cái công tắc của nó mới là chiến đấu hơn mình. Công tắc tắt mở rồi, cháy công tắc hay. Sao hỏi ý kiến mẹ đi. Mày ơi, nhớ gửi cho Bi cái này nha. Trời ơi. Mẹ Bi gửi cho cô người cái trước. Trời ơi. Có muốn nói nào. Đây lên. Đây là quà của Nhung. Cháu đem Tết cô đây. Năm nay cô được không mua dưa hấu. Độc đáo năm nay chưa có mua trái dưa là chơi. Bây giờ như thế này. Cô ơi, khoan, bây giờ nhân tiện đông đủ mọi người, cô bỏ luôn quả dưa ra cho nó vui vẻ. Bây giờ cô để đây qua Tết thì còn mà nhà mấy người ăn thôi hết. Qua để mua mấy quả dưa đấy. Ăn không hết. Chị giới thiệu với lại các cô chú ở bên kia không ạ? Chị chúc Tết đi không? Con muốn nói mà con nói ra lời nói thằng tiếng. Thôi thấy mặt là vui rồi. Cho trước nhất là con gửi qua chúc và coi chú Tư, chú Thím Tư và coi chú Thanh. Cô nhắc cháu qua. Phương quay phim vô Phương ơi. Anh Nam nó còn nhớ mà bây giờ chắc anh Nam quên rồi. Còn chị B, chị Giang thì chắc là quên rồi, không có nhớ cháu nữa đấy. Thì sau đó là gửi là để thăm các em ở bên đó. Thầy Tường. Thầy còn ai nó quên đâu. Thiện. Rồi hôm Tết thì có gửi số tiền về để cho chị. Coi như là chị đó là đầy đủ làm trách nhiệm ngồi nhà tròn để đem xuống cô mới để bắt lợn với bạn của Tường. Coi tròn trách nhiệm hết rồi. Thì gửi lời coi như là tất cả là cảm ơn các em. Giúp cái Tết hôm nay ăn Tết là coi cũng